DeFi 2.0 là gì? Liệu đây có phải là một trend mới? Được ra đời vào những năm 2020, DeFi, Decentralized Finance, đã tạo ra một cơn địa chấn trong không gian tài chính khi phá bỏ các rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống với một loạt các ứng dụng phi tập trung mở rộng, giúp mọi người có thể truy cập và sử dụng các ứng dụng tài chính ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mà không chịu sự chi phối bởi cá nhân, tổ chức tập trung quyền lực nào cả. Tuy nhiên, bất kỳ sáng kiến nào ra đời đều tồn tại những hạn chế nhất định. DeFi cũng không phải là ngoại lệ. Do đó, DeFi 2.0 đã ra đời nhằm khắc phục những điểm yếu và tối ưu những lợi thế của DeFi hiện tại, từ đó mở ra những tiềm năng cơ hội lớn cho những bên tham gia. Để hiểu rõ hơn về thuật ngữ DeFi 2.0, cũng như khám phá những lợi ích mà nó mang lại, mời các bạn cùng đến với video hôm nay. Trước khi DeFi 2.0 ra đời, chúng ta phải công nhận một điều là mô hình tài chính phi tập trung hiện có DeFi 1.0 đã đặt ra một tiền lệ mới cho việc phân cấp các dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, thế hệ thứ hai của tài chính phi tập trung đã nổi lên như một phản ứng cần thiết cho những sai sót hiện có trong DeFi 1.0. Dưới đây là tổng hợp về những hạn chế đáng chú ý của DeFi 1.0. Khả năng mở rộng, scalability. Phần lớn các giải pháp DeFi 1.0 gặp phải vấn đề tắc nghẽn dữ liệu trong thời gian hoạt động mạng cao điểm. Điều này thường làm chậm tốc độ giao dịch cùng với việc phí gas đắt đỏ đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Thanh khoản, liquidity. Thanh khoản được coi là máu của bất cứ thị trường giao dịch nào. Và với DeFi, lượng thanh khoản nhìn chung còn thấp khi phần lớn các giải pháp DeFi yêu cầu tính thanh khoản phụ thuộc vào việc khóa quỹ và tổng giá trị tài sản. Sự tập trung, centralization. Mặc dù được định nghĩa là tài chính phi tập trung, nhưng với nhiều dự án DeFi hiện tại, quyền lực vẫn thuộc về một bộ phận nhỏ. Trong đợt khủng hoảng thanh khoản vừa rồi, ví dụ điển hình là nhiều nền tảng DeFi đã ngang nhiên chặn rút tiền từ người dùng. Tính bảo mật, security. DeFi là một thị trường có rất nhiều rủi ro. Việc bảo mật trong DeFi vẫn chưa thực sự nhận được nhiều quan tâm so với tầm quan trọng của chúng. Ngoài ra, nhiều người dùng DeFi không có bất kỳ ý tưởng nào liên quan đến quản lý rủi ro an toàn hoặc xác nhận khách quan về an ninh mạng. Oracle Attack. Tính hiệu quả của mô hình DeFi hiện có phụ thuộc đáng kể vào việc sử dụng thông tin bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn không hiểu rõ và xem nhẹ việc lựa chọn Oracle để tích hợp. Kết quả là dự án phải chịu nhiều thiệt hại từ các vụ tấn công liên quan. Hiệu quả sử dụng vốn, Capital Efficiency. DeFi với nhiều đột phá từ công nghệ đã giúp người sử dụng vốn một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có một lượng lớn tài sản vẫn chưa được tận dụng mở ra nhiều tiềm năng phát triển mới cho DeFi. Tất cả những vấn đề trên đã tạo ra một rào cản rất lớn đối với người dùng. Ngay cả những người có thâm niên trong thị trường vẫn chưa thể hiểu hết các nguyên lý hoạt động, cách tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ tài sản trong DeFi. Vậy, DeFi 2.0 ra đời có giải quyết được các vấn đề trên không? Hãy cùng CryptoLitVN tìm hiểu tiếp nhé! DeFi 2.0 là gì? Về cơ bản, giống như Web 2.0 hay Blockchain 2.0, DeFi 2.0 là thế hệ thứ hai của các giao thức tài chính phi tập trung nhằm mục đích xóa các sai sót trong lần lập DeFi đầu tiên. DeFi 2.0 đang cố gắng giải quyết các vấn đề đã đề cập trong phần trước và cải thiện trải nghiệm của người dùng, đưa người dùng trở thành một chủ thể trong nền kinh tế. Tài chính phi tập trung trong giai đoạn DeFi 2.0 có nhiều khả năng kết nối tất cả thành viên cộng đồng cung cấp thanh khoản. Các biện pháp khuyến khích thanh khoản đang được thúc đẩy để kết nối các mối quan hệ trong tất cả các giao dịch trong tương lai, nhằm xây dựng một kiến trúc tài chính phi tập trung bền vững. Mặt khác, sự phân quyền trong DeFi 2.0 được đặt lên hàng đầu. Các thành viên cộng đồng được trao quyền quản trị sinh thái và ra quyết định trong DeFi 2.0. Các thành viên cộng đồng không chỉ dựa vào sự hứng thú và tò mò để tham gia vào các hoạt động cộng đồng, mà tất cả đều là các bên liên quan, đảm bảo rằng mọi người đều có tiếng nói và chính phủ phi tập trung thực sự được thực hiện. Lợi ích của DeFi 2.0. Điều cuối cùng mà cộng đồng quan tâm khi bản nâng cấp mới ra đời chính là giá trị mà nó mang lại. Dưới đây là sơ lược về các trường hợp sử dụng có lợi đáng chú ý của DeFi 2.0, tính linh hoạt rộng hơn cho việc ký quỹ tài sản. DeFi 2.0 cung cấp một cải tiến quan trọng đối với các ưu đãi dành cho người dùng DeFi 1.0 khi tham gia farming, ngay cả khi người dùng nhận được mã thông báo LP để đặt tài sản của họ vào một nhóm thanh khoản. Giá trị của tài sản bị khóa vẫn tiếp tục tăng. Các dự án DeFi 2.0 có thể giúp người giới thiệu các lớp ưu đãi và tiện ích mới thông qua việc đầu tư mã thông báo LP làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Các mã thông báo LP cũng có thể hoạt động để đúc các mã thông báo bổ sung. Một ví dụ điển hình cho trường hợp này là MakerDAO. An toàn chống lại mất mát vĩnh viễn. Những thay đổi về tỷ lệ giá có thể tác động tiêu cực đến người dùng đầu tư vào các nhóm thanh khoản bằng cách sử dụng khai thác thanh khoản.
các giao thức DeFi 2.0 đang nghiên cứu phát triển các phương pháp mới để giải quyết các rủi ro mất mát vô thường. Người dùng DeFi 2.0 phải làm việc với giao thức để tạo các cặp mã thông báo. Nếu một người dùng thêm mã thông báo vào nhóm thanh khoản, giao thức cũng sẽ thêm mã thông báo gốc để cân bằng. Điều quan trọng cần lưu ý là người dùng và giao thức có thể nhận phí cho các giao dịch hoán đổi được liên kết với cặp liên quan. Giao thức có thể sử dụng các khoản phí được tạo ra để tạo quỹ bảo hiểm nhằm bảo vệ chống lại tổn thất từ tác nhân bên ngoài. Hợp đồng thông minh được đảm bảo. Một trường hợp sử dụng thú vị khác của DeFi 2.0 chính là các hợp đồng thông minh được bảo hiểm hỗ trợ. DeFi hoạt động dựa trên nguyên tắc minh bạch và có cơ sở hạ tầng mã nguồn mở. Do đó, những người có kinh nghiệm kỹ thuật hạn chế có thể gặp khó khăn đáng kể trong việc giải quyết thẩm định và đánh giá rủi ro đối với các giao thức DeFi và hợp đồng thông minh. Giờ đây, DeFi 2.0 có thể giải quyết vấn đề bằng bảo hiểm trên các hợp đồng thông minh khi cung cấp đảm bảo cho các khoản tiền gửi của người dùng để đổi lại một khoản phí. Hiện tại, các nền tảng như vậy đang được phát triển và phụ thuộc rất nhiều vào cấu hình của các hợp đồng thông minh. Những rủi ro của DeFi 2.0 là gì và làm thế nào để ngăn chặn chúng? Mặc dù DeFi 2.0 được xây dựng dựa trên những lỗ hổng của nền tảng cũ, nhưng nó cũng có nhiều rủi ro. Đầu tiên là các hợp đồng thông minh mà bạn tương tác có thể có cửa sau, điểm yếu hoặc bị tấn công. 2. Các quy định có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của bạn. Mặc dù quy định và luật pháp có thể mang lại sự an toàn và ổn định cho tiền mã hóa, nhưng một số dự án có thể phải thay đổi các dịch vụ của họ dưới dạng các quy tắc mới. 3. Lỗ tạm thời. Ngay cả được bảo hiểm, IL, lỗ tạm thời, DeFi vẫn là một rủi ro lớn đối với bất kỳ ai muốn tham gia vào khai thác thanh khoản. Rủi ro không bao giờ có thể được giảm thiểu hoàn toàn. Đến đây, chắc hẳn các bạn đã tìm ra câu trả lời cho DeFi 2.0 là gì. Trên thực tế, tất cả các cải tiến của DeFi 2.0 đều hướng tới việc biến DeFi trở thành một không gian phi tập trung thực sự. Với việc các nhà đổi mới DeFi 2.0 không ngừng nỗ lực để khắc phục các vi phạm trong cấu trúc ban đầu của DeFi để tạo ra một hệ thống tài chính an toàn, ổn định và hiệu quả hơn, sẽ ngày càng có nhiều cá nhân và doanh nghiệp hướng đến không gian này để tận dụng các dịch vụ của nó. Do đó, số lượng nền tảng DeFi 2.0 sẽ không ngừng tăng lên. Một số dự án DeFi 2.0 mới nổi như Olympus DAO đã trở nên phổ biến rộng rãi đối với người dùng và những người đam mê blockchain. Do đó, chúng ta có quyền kỳ vọng về tương lai của DeFi 2.0. Trên hết, đây chỉ là những thông tin mà CryptoLitVN thu thập và tổng hợp để quý khán thính giả có cái nhìn sâu sắc hơn về các khái niệm mới nổi, không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Các bạn có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin vui lòng để lại trong phần comment. CryptoLitVN xin chào và hẹn gặp lại!